It's begin to look a lot like Christmas everywhere you go. Yeah, chào tất cả anh em. Trong cái không khí mà rộn rực và háo hức rất nhiều dịp lễ chúng ta sẽ tiếp gần đây, thì anh em sẽ có nhu cầu để tìm một chiếc flycam để chúng ta có thể chơi dịp đó, hoặc là làm món quà chẳng hạn. Và nếu anh em đang tìm một số chiếc flycam mới ra mắt trong năm nay, thì mình nghĩ hai đối thủ hoặc là hai ứng cử viên sáng giá nhất có thể là Mini 4 Pro và E3. Vậy liệu sản phẩm nào sẽ phù hợp với nhu cầu của bạn nhất? Cùng mình tìm hiểu nhé. Đầu tiên là xét về ngoại hình cũng như là trọng lượng, chúng ta thấy ngay tại đây, chiếc DJI E3 chúng ta lớn hơn rất nhiều so với Mini 4 Pro. Và DJI E3 chúng ta sẽ có trọng lượng là 720g, còn Mini 4 Pro sẽ có trọng lượng là 249g. Do đó, trong một số trường hợp mà chúng ta cần mang vác di chuyển, du lịch các thứ chẳng hạn, muốn nhỏ gọn nhẹ và tiện lợi, thì mình nghĩ Mini 4 Pro là một lựa chọn sáng suốt. Còn với DJI E3, nếu anh em chọn E3, chúng ta sẽ có một ngoại hình trông chuyên nghiệp hơn này, hầm hố hơn. Do đó là trong một số trường hợp thời tiết mà gió quá là to, thì DJI E3 sẽ có khả năng kháng gió tốt hơn so với Mini 4 Pro. Về mặt trang bị an toàn, trên cả hai sản phẩm chúng ta đều có cảm biến đa hướng, cũng như là công nghệ APAS 5.0 đều có thể tính toán đường bay khi gặp vật cản. Nhưng mà một điểm khác trên DJI E3 là so với những phiên bản E tiền nhiệm, thì DJI E3 đã có góc đặt cảm biến mới. Và trên Mini 4 Pro thì Mini 4 Pro là sản phẩm flycam mini đầu tiên có góc đặt cảm biến đa hướng. Và trong một số trường hợp team chúng mình bay cả sản phẩm này, cũng như là tham khảo ý kiến của anh em trên các hội nhóm, thì mình thấy là các tính năng này của nó đều hoạt động một cách cực kỳ trơn tru mượt mà, và anh em hoàn toàn để tin tưởng tính năng này. Và điểm chung tiếp theo trên cả hai sản phẩm này là đều có công nghệ truyền sóng O4, cũng như là tay điều khiển có tích hợp cả anten nữa. Do đó là theo thông số nhà sản xuất thì cả sản phẩm này đều có khả năng truyền sóng lên đến 20 km. Mình thấy điều này cải thiện khá nhiều so với những phiên bản trước, khi mà chúng mình hay bay ở trong môi trường thành phố, khi mà nó có quá nhiều nhà, cái trường hợp mất sóng cũng như là sóng sánh nó không ổn định thì nó gần như là không xảy ra. Tiếp theo là về camera, mình nghĩ đây là một trong những điểm mà khác biệt lớn nhất trên hai sản phẩm này. Đầu tiên là cả hai sản phẩm này đều dùng một cái cảm biến hình ảnh, đó là CMOS 1/1.3 inch, có một góc lens chính là 24mm và khẩu độ là f/1.7. Và đặc biệt trên DJI E3, chúng ta sẽ có thêm một lens zoom 3x, tiêu cự sẽ tương đương với 70mm và f là 2.8. Và để mới là so sánh về độ tiện dụng thì mình nghĩ là E3 sẽ thắng Mini 4 Pro trong khoản này. Tại vì là cái lens zoom quang học 3x của E3 trong nhiều trường hợp như là anh em đi chụp, đi quay mà chúng ta gặp địa hình khó khăn chẳng hạn, không thể đi vào được, như kiểu là một số trường hợp mình bay mà nó vướng dây điện hoặc là vướng cây mà mình vẫn muốn lấy một cảnh gần, thì cái lens zoom 3x này sẽ cho chúng ta một hình ảnh mà không bị vỡ nét hay là không bị giảm chất lượng. Còn trên Mini 4 Pro thì nó không có zoom quang học mà chúng nó chỉ có zoom điện tử mà thôi, nên là sau mỗi lần zoom thì cái chất lượng anh em sẽ bị giảm đi, nên là mình không sử dụng cái chế độ này nhiều lắm. Và là một chiếc flycam được sản xuất trong năm 2023 nên nó cũng luôn bắt chen với khả năng quay dọc. Trên cả hai sản phẩm này đều có khả năng quay dọc, nhưng mà khác một điểm, trên Mini 4 Pro chúng ta có khả năng quay dọc bằng gimbal, do đó là anh em có thể sử dụng full cảm biến của Mini 4 Pro để quay dọc. Nhưng trên DJI E3 chúng ta sẽ có chế độ quay dọc nhưng mà là crop, nên anh em chỉ có độ phân giải là 2.7K. Do đó là chất lượng quay dọc của Mini 4 Pro sẽ có khả năng là nhỉnh hơn E3 rất nhiều. Và mình thấy nếu anh em nào sử dụng quay dọc nhiều này, hoặc anh em đi chơi muốn quay để up story, up các nền tảng dọc, thì mình nghĩ Mini 4 Pro là một lựa chọn sáng suốt. Tiếp theo là về file quay. File quay trên cả sản phẩm này đều tương đồng khi đều có HLG và DLM 10bit. Sau một khoảng thời gian trải nghiệm thì mình thấy file DLM 10bit này khá thân thiện so với người dùng. Mặc dù là nó không được gọi là ưu việt như là file DLog, nhưng mà DLM 10bit sẽ giúp những người mới tập chơi flycam có thể dễ dàng hơn trong mảng hậu kỳ. Tiếp theo là về thời lượng pin của sản phẩm này. Thời lượng pin của E3 sẽ gấp đôi so với Mini 4 Pro. Nhưng mà nếu mà số tiền anh em bỏ ra để mua DJI E3 bản Bay, thì chúng ta có thể mua DJI Mini 4 Pro bản Combo. Và nếu mà bản Combo tính ra là Mini 4 Pro sẽ có 4 pin và thời lượng pin sẽ nhiều hơn so với DJI E3. Nhưng mà anh em sẽ bị cùng một cái, chúng ta phải thay pin nhiều hơn. Và chúng ta đã đi qua một lượt một số cái list rồi. Cuối cùng chúng ta tổng quan lại, sản phẩm nào sẽ phù hợp cho anh em? Đầu tiên là Mini 4 Pro. Mình nghĩ về một ngoại hình nhỏ gọn này, tiện lợi, dễ mang vác, cũng như là có khả năng quay dọc khá tốt, thì mình nghĩ là sẽ phù hợp cho những anh em muốn du lịch này, các anh em muốn chơi trải nghiệm và trong quá trình mình đi làm không phải mang vác quá nhiều. Còn đối với DJI E3 thì sao? Mình nghĩ E3 không chỉ là một khoản đầu tư cho anh em đi chơi, mà có thể là một khoản đầu tư cho anh em làm nghề. Và nếu được lựa chọn thì mình nghĩ mình sẽ mua DJI E3, tại vì là ngoài đi chơi mình còn đi làm nghề nữa, trông đã ngầu hơn mà anh em đúng không? Và cảm ơn anh em đã xem video của chúng mình. Nếu thấy hay, hãy cho chúng mình một like, một share, một subscribe để đón chờ những video sau đến từ team của chúng mình nhé. Bye bye anh em.